Như vậy với cái phần chia cột và rót khép thì các bạn nên chia cột trước rồi rót khép sau, để cho các cái chữ này nó không có bị nhảy. Như vậy đối với cái bài này, giả sử như là chúng ta có chữ tuổi trẻ, rồi lỡ mà mình gõ mà nó không có được viết khoa thì mình làm sao? Shift Home, nhấn phím gì cho nó nhanh? Shift F3. Đó là nếu như các bạn muốn viết khoa. Rồi sau đấy chúng ta sẽ chọn về Insert, và các bạn chọn cho thầy Word Add. Được chưa? Các bạn có thể chọn một cái Word Add bất kỳ trong này. Đó, Word Add. Rồi, tuổi trẻ. Bạn enter cái test này xuống, đưa cái tuổi trẻ này lên. Được không nào? Và nếu như bạn muốn đổi màu thì các bạn đổi ở đâu? Đổi màu đổi ở đâu? Vô format, bạn sẽ chọn ở trong này là cái này là line nè, cái này là ở bên nền nè, rồi cái đó là màu chữ ha, cái này màu biên, outline. Bạn muốn outline màu gì thì bạn chọn outline đấy. Như vậy là bạn đã thay đổi được cái quật ạc của chúng ta. Và đối với cái lúc nãy thầy nói là mình chia cột trước rồi mình mới rót kép sau, thì ở chỗ này nó sẽ có hai đoạn. Tuổi trẻ, tuổi trẻ nó có hai đoạn, được chưa? Cho nên phần này các bạn chọn hai đoạn, chọn hai đoạn này. Chú ý chỗ này nè, nếu như dữ liệu của các bạn khi chia cột mà ở sau nó có test, nó có chữ á, thì khi bạn chọn chia cột nó rất là dễ. Đây, bên page layout column. Được chưa? Và bạn click vô đây thì nó có chia làm 2, chia làm 3, chia làm 2 nhưng mà bên trái thì nhỏ, bên phải lớn, tức là chia left. Chia làm 2 nhưng mà bên phải lớn, bên trái nhỏ, bên trái lớn chứ bên phải nhỏ, là chia right. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta lúc nãy chia ở đây là chia gì? Đều hai bên. Vậy thì các bạn sẽ chọn là chia làm 2. Và canh lề thì nên canh hai bên cho thầy. Canh hai bên. Rồi, phần đoạn bên này mình chọn insert. Đâu rồi? Đây. Rồi, bên này cũng tương tự, nhấn F4 là được. Bị nhảy không? Enter xuống nhảy qua bên kia. Rồi, ok. Với cái khung này, làm sao nó có khung này? Kẻ khung cho nó. Với này, kẻ khung cho nó. Còn gì nữa nè? Mình chọn kiểu khung không phải bình thường, mà chọn kiểu khác và nền. Bên này kiểu khung khác và nền. Như vậy thì các bạn sẽ format trong này kỹ hơn. Format ở đây. Kiểu khung
là nét này. Nên chọn màu gì? Ok. Được chưa? Không có khó nha. Rồi đến đoạn tiếp theo. Đến đoạn tiếp theo là đoạn này. Chúng ta chia cột mà chia làm hai, bên ít bên dài ha. Như vậy chúng ta xem là nhiều khi cái đoạn này nó không đủ á, thì bỏ bớt một đoạn nhỏ đi, tí nữa mình sẽ điều chỉnh sau. Chọn hai đoạn này và chia cột, nhớ là nó có đường gạch ở giữa ha, lúc nãy không có, giờ xuất hiện đường gạch ở giữa. Như vậy chúng ta chia cột trước rồi đã. Chia gì đây? Left và right. Nếu như các bạn chia left thì nó chỉ có như vậy thôi, còn cái đường ở giữa không thấy. Trong phần column này các bạn thấy ở dưới nè, more, và các bạn chọn line between ở đường giữa, là nó xuất hiện cái đường giữa cho chúng ta ở đây. Đấy, xuất hiện đường giữa. Và ở đây các bạn cũng dùng drop cap và tô màu, thì bạn chỉ chọn phần này thôi. Làm gì nào? Tô màu. Không phải tô màu này ha. Tô đâu? À, bên này. Color. Được chưa? Rồi bên này mình tô màu xanh. Đấy, như vậy các bạn đã có được hai màu. Và ở dưới này các bạn chia làm 4. Vậy 4 đâu ra? À, các bạn chia làm 4 thì các bạn sẽ chọn và vô insert, vô bay layout, chọn more, và ở đây các bạn tăng lên 4 cột có đường giữa. Ok, dễ ha.